ơi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy của hãng Total, đó là máy đục, của hãng Total ha, công suất có công suất là 1.300 W, thì tốc độ đập của nó là 3.800 vòng phút, đó, cái lực đập của nó là C20, thì sử dụng dòng điện là 220, 224, 50, 60 Hz. Máy này theo bên nước ngoài nó bảo hành là 1 năm, nhưng về Trung Quốc, về Việt Nam chúng ta là nó chỉ còn bảo hành là 6 tháng nha mọi người. Máy này rất là nặng, đó, tôi khui cho mọi người xem ha. Đây, máy này nó được trang bị chúng ta làm 2 mũi đục. Đây là một cái mũi đục dẹp đây, mũi đục dẹp. Một là một cái mũi đục nhọn, một mũi đục nhọn. Một chai dầu, dầu số á. Rồi thì cái máy này cầm rất là nặng nha, nặng quá. Đây là máy đục, nó thiết kế rất là hầm hố. Đây là bằng nhôm, nó nhôm được nguyên khối nè, thì nó đường đúc hãng Total trên đây, và cái cây nhựa này dạng là nhựa cứng ha, cao cấp, cầm rất là chắc tay, cầm rất là chắc tay đó. Còn thiết kế cái đầu trên này, chúng ta xem cái đầu đục trên này làm rất là chắc, nên dùng đầu xiết là đục chát hết, đầu đục rất là chắc đó. Tay cầm này thì có thể xoay dịch nhẹ, nó xoay qua cứng này ha, tùy theo cái địa điểm, tùy theo rồi cứng rồi đó ha. Còn tay cầm thôi, chúng ta cầm như vậy đó. Rất là chắc tay. Chúng ta sẽ cắm điện vô thử ha. Nha. Này nó chưa có đục. Ta sẽ cắm thử một cái mũi đục vô. Nó nặng quá ha mọi người, lát thì khó. Rồi vô đó, nó kéo mạnh là vô thôi, rồi kéo xuống nè, đó thì rút ra, lúc này nhét vô, kéo mạnh vô, rồi vô đó, nè, thử, cho mọi người xem ha, rất là mạnh. Cái lực cái đập rất là mạnh rồi ha. Rồi, mọi người nào đi công trình sử dụng máy này hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi. Cái này có giá không nhớ giá chút xíu thôi. Ghi trên cái tiêu đề của quảng cáo ha. Rồi. Rồi cảm ơn mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi, số điện thoại bên trên ha. Rồi, cảm ơn.